Ừ, lại xin chào toàn thể các bác làm thợ lưu ong nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái sáp lền chân tầng dành cho ông nội. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái sáp lền chân tầng này, em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên cái sáp lền chân tầng này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại để ở góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn ngoài ra thì bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái vật tư về ngành nuôi ong, thì cũng chuẩn bị khai thác cái mật vải thiều những vòng quay đầu tiên rồi. Thì hiện tại các bác đang sử dụng cho mình là cái đồ bảo hộ, ví dụ như là mũ bảo hộ, áo bảo hộ này. Và cái thứ hai nữa là bình xịt khói, dao cắt sáp, thì bên cơ sở nhà em đang bán những cái mặt hàng ấy rất là nhiều. Thì các bác nào mà đang còn thiếu thì các bác có thể là tham khảo nhé. Còn nào về cái sáp lền chân tầng này thì bên cơ sở nhà em là khẳng định cho các bác nó là cái sáp nguyên chất 100%. Đấy, không pha tạp keo lến. Đấy, ưu điểm của sáp nguyên chất này thì các bác biết rồi. Đấy, khi về các bác sử dụng lao cầu và những cái đàn ong thì đàn ong tiếp nhận cực kỳ là nhanh. Thực tế thì em đã quay rất là nhiều những cái video kiểm tra. Đấy, kiểm tra ong sau 1, 2, 3, 4 ngày là lao chân tầng thì các bác biết được là cái tốc độ của đàn ong nó xây chân tầng như thế nào. Còn là cách nhận biết cái sáp nguyên chất này thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy, thì các bác mua hàng về thì các bác được kiểm tra hàng ấy, thì các bác sẽ bóc ra các bác kiểm tra. Thứ nhất là lỗ lục lăng của nó dập sâu này. Đấy, và cái thứ hai nữa là sáp nguyên chất thì nó rất là dẻo. Đấy, các bác có thể là uốn được tất cả các góc cạnh mà nó không bị gãy các bạn. Đấy, có thể là gập vào như thế này để tở ra thì cái sáp nó cũng không ảnh hưởng gì. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ có mùi đặc trưng của cái sáp ong. Đấy, và quan trọng nữa ấy thì đây là cái chân tầng lục lăng 46 các bác. Đấy, 46 thì và được dập máy này. Đấy, các bác thấy thực tế trên video dập máy rất là sâu. Hàng này thì bảo hành cho các bác là cái thời điểm này các bác mua chân tầng về các bác lao ấy. Đấy, ví dụ những đàn ong mà ví dụ các bác lên được 4 cầu rồi hoặc 3 cầu lên 4 thì các bác lao vào chỉ trong vòng 2-3 ngày thôi là con ong chú nó đã đẻ hết rồi, bởi vì con ong thợ tiếp nhận rất là nhanh thì cái lá sáp này. Còn về cái cân nặng của sáp này thì đấy, báo cáo luôn cho các bác này, cân nặng của nó thì đây là một cái hộp sáp, đây là 100 tấm này. Đấy, 100 tấm thì nhà em sẽ làm cho các bác là khoảng rơi vào tầm khoảng 4 cân 2. Đấy, 4 cân 2 thì ví dụ 50 tấm thì nó rơi vào tầm khoảng 2 cân 1 ấy. Đấy, 2 cân cho tới là 2 cân 1. Nhưng thường thường thì máy nó dập rất là đều. Đấy, máy làm rất là đều đấy các bác này. Đấy, nói chung là 10 tấm thì như cả 10 các bạn. Còn các bác mua sáp nhà em rồi thì nhiều khi là lưu luôn số điện thoại làm sao mua sáp ong là các bác chỉ điện thôi. Đấy, bởi vì cơ sở bán là cái thứ nhất là uy tín đặt lên hàng đầu. Và cái thứ hai nữa là các bác bỏ đồng tiền ra về các bác mua được là phải dùng được. Đấy, nhiều cơ sở là người ta pha tạp keo lến rất là nhiều. Đấy, về con ong nó không tiếp nhận. Thường thường một cái cầu này, ví dụ con ong không tiếp nhận thì các bác biết. Đấy, có thể là nó sẽ xây một vùng quanh đây. Đấy, và có thể là xây ở ngay giữa đây. Và hai bên rìa này thì nó bỏ. Đấy, coi như là bỏ qua. Đấy, cái thời điểm mà các bác lao cầu như thế rất là bất tiện. Còn hiện tại thì chuẩn bị vào khai thác mật vải thôi. Đàn ong của các bác thì thường thường nó rất là bốc. Đấy, ong gặp mật mới, phấn mới thì nó rất là lên rất là mạnh. Đấy, thứ hai nữa cộng với cái thời tiết mà nắng ấm như thế này thì các bác mà không lao cầu thêm vào thì cái thứ nhất là đàn ong xảy ra tình trạng chia đàn. Đấy, chia đàn. Và các bác sẽ không giữ được cái số lượng cầu để cái thời điểm khai thác mật nó được chuẩn nhất. Ví dụ đàn ong trong cái thời điểm khai thác mật là kém nhất là phải 3 cầu, còn thường thường là lên 4 đến 5 hết rồi các bác. Đấy, còn thời điểm này không lao cầu thì bắt buộc là con chú nó sẽ đẻ. Đấy, nó sẽ làm những cái mũ chú ấy rồi nó chia đàn ngay. Đấy, thì các bác cứ để ý xem, nếu các bác không lao cầu vào đàn ong của các bác ấy, thì chỉ bằng mật đầu tiên thôi các bác. Đấy, chưa kịp khai thác là nhiều khi là nó xây mũ chúa xong, chưa cả xây xong bắt đầu đắp mũ nó đã chia rồi. Còn ong tướng nó đã đi rồi thì với các bác lúc ấy đi bắt mà lại không giữ được cái thế cầu, ví dụ như 4 như cái đợt trước nữa thì khai thác mật nó rất là hạn chế, kém. Đấy, còn bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng chân tầng đấy, hoặc vật tư ngành nuôi ong thì các bác liên hệ cho em nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.